Hà Nội xưa phố nhỏ yên bình và dung dị. Bên trong mỗi ngõ nhỏ là những nếp nhà mà từng đồ vật đều gắn với cuộc đời, ký ức của bao thế hệ. Anh Ngọc sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Bộ đồ thờ gia tiên với những nét chạm khắc tinh xảo được giữ gìn truyền đời suốt 3 thế hệ trong gia đình, ngót nghét cũng trăm năm tuổi. Đây là sơn son thép vàng, là gỗ vàng tâm và là cái gỗ rất là quý, nên lại có mùi thơm. Có những lần tôi đã làm sứt miếng gỗ thì ở trong nó vàng rực lên, rất là đẹp. Nếu lưu giữ ở gia đình thì cũng không biết rằng là các thế hệ sau liệu có lưu giữ được tiếp tục không, bởi vì nó cũng đã từng xuống cấp. Mà bản thân chúng tôi thì không có chuyên môn về khắc phục, dù ai có nói rằng là bán cho họ đi thì gia đình cũng không bán. Giá trị nhất thì vẫn là lưu giữ cho muôn đời sau. Ngay khi biết thông tin về việc hiến tặng hiện vật cho bảo tàng, anh Ngọc cùng gia đình đã họp lại và quyết định hiến tặng bộ bàn thờ gia tiên cho Bảo tàng Hà Nội. Và không chỉ gia đình anh Ngọc mà nhiều những cá nhân, gia đình khác cũng đã chọn cách hiến tặng cho bảo tàng để tìm được hành trình mới cho những kỷ vật gắn bó với cuộc đời. 10 năm công tác tại vị trí bảo quản hiện vật ở Bảo tàng Hà Nội, anh Quang cùng đồng nghiệp đều đặn thực hiện công việc bảo quản bước đầu sau khi hiện vật được sưu tầm về. Thế cái thứ nước mà mình dùng để lau này thì nó là nước gì và có đặc điểm như thế nào ạ anh? Cái nước cất này là được cất 2 lần. Lau cái này nó sẽ đảm bảo không sẽ bị nhiễm bẩn đối với hiện vật. Nhiệt độ của kho lưu giữ luôn phải duy trì ở mức 18 đến 22 độ C. Sau bước bảo quản ban đầu, các cán bộ chuyên môn sẽ kiểm kê khoa học để tìm ra giá trị nổi bật của hiện vật, phân loại với các kho chuyên biệt và phục vụ quá trình thiết kế trưng bày sau này. Trước khi hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội là sở hữu của cá nhân và họ chuyển cho Bảo tàng Hà Nội thì thành tài sản quốc gia. Thế do vậy chúng tôi luôn coi trọng đây là một sự gửi gắm, và những người làm công tác di sản phải thấy đấy là một điều trân quý và cái trách nhiệm phải làm lan tỏa cho thế hệ mai sau. Không chỉ Bảo tàng Hà Nội, mới đây nhiều hiện vật cũng được các cá nhân trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Những sự gửi gắm này góp phần làm dày dặn thêm kho tư liệu của các bảo tàng, phục vụ công tác nghiên cứu và quảng bá văn hóa di sản rộng rãi tới công chúng.